vua Lê Long Đỉnh, nhà vua trẻ với những năng lực phi thường. Ông là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê Việt Nam. Ông được coi là hoàng đế tàn bạo, hoang dâm nhất trong các vương triều của Đại Việt. Lê Long Đỉnh đã giết anh, giành ghế thiên tử, tự xưng là Đại Thắng Quang Minh Hiếu Hoàng đế. Lê Long Đỉnh cho thay đổi quan chế và triều phục, giống như nhà Tống. Nhà Tống phong ông là vua Giao Chỉ Quận Vương, mệnh danh là Trí Trung. Long Đỉnh phát minh ra nhiều cực hình để tra tấn người phạm tội, nên ông được so sánh với vua Kiệt, vua trụ thời xưa của Trung Quốc. Tuy nhiên ngày nay bàn về công hay tội của Lê Long Đỉnh vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều sử gia cho rằng thì ngoại triều do Lý Công Uẩn đặt ra cốt để bêu xấu Long Đỉnh.